Mình xin chào các bạn nha. Thì hôm nay mình lại đang có mặt ở Head Honda Hồng Đức 10. Mình đến đây để mình quay chi tiết một chiếc xe màu độ mà Head mới vừa về. Đây chính là phiên bản màu cam bạc đen. Như vậy nha, cam bạc đen. Thì trước khi vào chi tiết mình xin nói địa chỉ của Hồng Đức 10 là ở ấp Chậu Ít A, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng đó các bạn. Và mình sẽ để thêm số điện thoại của bạn Nhuận ở trong phần mô tả, cũng như là thêm một số điện thoại của bạn Nga là nhân viên HD Sơn cho phần mô tả luôn nha, để các bạn tư vấn về giá cả cũng như là tư vấn về vấn đề khuyến mãi trả góp luôn. Mình sẽ quay sơ rồi mình báo giá luôn nha các bạn. Chiếc xe này đây là phiên bản màu độ mới vừa về luôn, và xin nói luôn với các bạn đây là phiên bản màu nước sơn bóng nha, màu cam. Thì ở góc quay này các bạn thấy là cái màu ở trong màn hình và ở ngoài là như nhau luôn đó các bạn, màu cam phía dưới này luôn, mặt nạ cũng được sơn màu cam phối với màu đen. Và ở đây là được điểm nhấn thêm là những cái màu bạc như thế này, cả hai bên màu cam nha các bạn. Đây phía trước có thêm tem nữa nè, trang điểm thêm đó. Và dưới cái dàn chắn bùn này cũng là được sơn màu cam bóng, nước sơn bóng nha các bạn. Và phiên bản thể thao này á, phiên bản Winner này á, được độ lên từ phiên bản camo thuộc màu đen và có phanh ABS nha các bạn. Đây chút nữa mình báo giá luôn, bên bẩn nữa các bạn. Đây là bên bẩn nha, màu bạc nè, màu đen nè, màu cam nè, tô điểm thêm những cái điểm nhấn là màu đỏ đây nữa nè các bạn, màu đỏ nha. Đó, nói chung là phối rất là nhiều màu. Và đặc biệt ở phần dưới này được phối thêm cái phần tem tam giác thế này, giúp cho xe nó khỏe khoắn hơn, thể thao hơn, chất hơn. Đó, dần nó biết sao luôn, màu cam đây. DOHC 6 speed, 6 số 150. Mình thì mình vẫn chuộng cái nước sơn bóng hơn các bạn. Và màu độ ở Hồng Đức á, thì nước sơn rất là đẹp nha. Tem sẽ là tem không cắn tay mình đâu, tem đấu các bạn. Đây, mình sẽ qua bên này cho các bạn xem luôn. Thì cái màu đen á, nó sẽ được nối đến cái đuôi phía sau này và cái phần trên này màu cam. Đây cũng là cái điểm mà chiếc xe mình cho là yếu điểm của xe, vì nó hơi ghè chỗ này. Mình xin nói luôn, chia sẻ với các bạn nha. Nó bị ghè chỗ này. Hai bên này sẽ là màu đen luôn nè, chính giữa là màu cam. Và cái cản sau này vẫn để là màu đen của xe, vẫn là màu đen luôn. Còn đây là phía sau, bên hông. Đây mình sẽ ra sao cho mà xem kỹ hơn. Mình quay cho các bạn tham khảo thôi. Bạn nào thích thì có thể đến đây mình mua phiên bản màu này. Còn đây là phần cụm đồng hồ. Mở đồng hồ cho các bạn xem luôn. Đây là chiếc xe đã được đấu bình sẵn đó các bạn. Đây, mở luôn ha. Được sơn màu cam luôn nha các bạn. Cái phần ốp đồng hồ trên này sơn màu cam luôn. Đó, bây giờ mình sẽ ghe ra size cho các bạn xem nha. Từ size là như thế này đây. Tùy vào cái gu thẩm mỹ của mỗi người mà sẽ có cái nhìn khác nhau về chiếc xe nha các bạn. Theo ý kiến các bạn thì cái màu màu này nó sẽ như thế nào? Ở đây thì nó là ánh sáng buổi chiều, cho nên là cái màu sắc khi mình quay lên ảnh nó không được đẹp lắm các bạn. Nhìn từ phía sau nè các bạn. Ở mọi góc độ luôn cho các bạn xem nha. Winner á, các bạn nhìn từ phía trước thì có một cái ánh nhìn rất là hung dữ, rất là ngầu đó các bạn. Có nhìn ở góc máy này. Thì đây á, là phiên bản độ lên từ phiên bản camo có phanh ABS. Thì các bạn sẽ lấy cái giá phiên bản camo hiện tại là 44 triệu 500 ngàn, cộng thêm cho mình là 3 triệu tư nữa, 3 triệu 400 ngàn đó các bạn, là tiền màu độ sẽ ra được cái xe này.
Mình nhắc lại nha, phiên bản Camo là 44 triệu 500 ngàn cộng thêm tiền độ, chi phí độ của các bạn là 3,4 triệu, 3 triệu tư đó các bạn. Như vậy là sẽ tổng ra là cái giá là 47 triệu 900 ngàn. 47 triệu 900 ngàn là các bạn sẽ mua được chiếc xe này. Và mình xin nhắc luôn là Hồng Đức vẫn còn duy trì cái chương trình lãi suất là 0% cho các bạn nha. Bạn nào muốn tìm hiểu kỹ thì có thể vào cái clip mà mình báo giá xe Winner ở đây để tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề lãi suất cũng như là vấn đề trả góp luôn, mình có nói trong video đó. Và giá mình báo vừa rồi á, vừa xong là đã bao gồm thuế BAT nha các bạn. Bao gồm thuế BAT rồi. Trước khi kết thúc video á, mình xin nhắc lại địa chỉ Hồng Đức 10 là ở ấp Châu Ích A, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng nha các bạn. Mình sẽ lấy thêm số điện thoại của bạn Nhuận và bạn Nga lần lượt ở trong phần mô tả để các bạn có thể theo dõi và tư vấn về vấn đề giá cả cũng như là trả góp. Bây giờ mình xin kết thúc video đây luôn nha. Xin chào các bạn.